Này là video cận cảnh tên nhát dao sắt giả. Mỗi ngày mình sắt mấy ký để bán mì. Ở mình bán bánh mì ở khu công nghiệp Tân Đô, Đức Hòa, Long An. Mỗi ngày trung bình mình bán chừng 200 ổ mì, có khi hơn. Lúc trước thì bán 300, 208. Do thời điểm này dịch bệnh nhiều cho nên bán mì hay bán gì khác cũng ế hơn, không có bằng lúc trước nữa. Giờ bán mì rảnh không biết làm gì, thôi quay clip giả sắp chưa rồi chơi luôn. Cho mèo cho ăn, nó dành ăn thời đất cơ làm người rần. Mấy cái tiếng ồn đó là mấy con mèo, mấy con chó nó dành ăn với nhau. Chó với mèo chạy lên nóc nhà làm rần răng. Mấy con mèo này cũng ăn ngày chắc cũng đúng là chó với mèo mà dành ăn là thôi hết nói, làm như là tỉnh giặc gầm gừ gầm gừ. Cho là một lát nữa khách nó người ta mua nhanh
cho nên mình bán không kịp, mình làm không kịp sắt, cho nên giờ cũng sắp tết cái này chứ để hồi nó mới sắt là sắt không kịp. Bây giờ tôi sắt trước. Tôi trước quay video mà không có mặc áo để lộ cái bụng ra tròn o. Thấy nó coi, thấy thằng bạn nó coi nó cười, nó mày kéo cái bụng vô. Nên lần này mặc cái áo vô. Nãy giờ làm quên bật cái quạt. Đây mà không có quạt thì cái mũi. Bật quạt thì không có mũi. Bật quạt không có mũi. Quạt thổi vòng vòng vậy chứ mấy mũi bay hết. Trả xong rồi giờ mình giữ thịt ra. Giờ nóng bớt đâu có sắc được, đem vô cái quạt cho nó thổi sơ cho nó nguội bớt. Ta quay video để cắt ghép, ta làm đủ thứ. Còn mình tài xế bán rồi bán bánh mì, đâu có biết cắt ghép gì. Quay trực tiếp không à? Lên trên app đó, mấy cái ứng dụng cũng ví để mình tải mình ghép clip tạo lại cho nó thành một video nó dài hơn chút. Không có cái nào miễn phí hết trơn, cái nào cũng thu phí năm, thu phí tuần, thu phí tháng. Ôi, làm quay chủ yếu quay chơi, bỏ tiền ra mua cái ứng dụng thôi, để vậy luôn.
trên máy tính mới có mới ghép được, mình đâu có máy tính, có cái điện thoại của bắp nè, quay đi quay lại cũng có vừa bắp nè, âm thanh ánh sáng rồi không có rõ, không có đẹp bằng người ta. Rồi quay thì quay lèo từ đầu tới đuôi vậy, nó muốn quay cái đầu cái đít rồi ghép giữa vô rồi cái gì cho nó phong phú hấp dẫn. Quay sao là màu đang lên như vậy, không có cái gì công cụ gì để chỉnh sửa hết trơn. Đang nghiên cứu có cái ứng dụng nào miễn phí xài, tìm cũng không thấy, không biết anh em nào có cái ứng dụng nào mà cái app nào mà tải về để mình chỉnh sửa video, cắt ghép video mà nó miễn phí không, chứ còn mình lên lên app mình tìm không thấy cái nào, cũng không có để gì đó, em lóm lên cài vô là cũng phí không à. Không, bánh mì chừng nào mới có tiền mua ứng dụng để cắt ghép. Ok, quay thô vậy, quay chơi quay rỡ đi, nóng không ai dịnh vô là nóng muốn phỏng tài chứ vậy. Cục đầu thì nóng thì còn mấy cục sau thì nó cũng ngồi bớt đỡ dễ sắc hơn. Nhiều người thấy mình cầm cái tay không vậy, người ta nói mình dơ, không hợp vệ sinh, nhưng mà thật ra nếu mang bao tay sắt khó sắt lắm, chủ yếu là trước khi sắt mình vệ sinh tay chân sạch sẽ, lấy bằng chải chà sạch thôi, chứ còn mang bao tay mà sắt khó sắt lắm. Bao tay là như mình trộn gỏi hay làm gì khác bằng bao tay thì còn dễ, chứ còn sắt cái này mà đừng mang bao tay nó đứt luôn bao tay, dính như đồng thịt luôn, rồi ăn lộn dính bao tay đó, dính bao tay lùng tùng khó chắc luôn, chậm lắm. Chủ yếu là trước khi làm mình phải chà rửa sạch sẽ thôi, chứ còn thường thì cái khâu sắt dưa chả với sắt thịt này là mình sắt từ lúc 5 giờ tới 5:30. Giờ cũng là thứ giờ rồi, bữa nay lo lấy điện thoại rồi ra quay phim rồi trễ 5 phút rồi, bây giờ là 5:30 mà sắt chưa xong, hồi bây giờ ứng quánh lý do nhiều chuyện. Lo quay video mà trễ giờ, thank you.
Tới giờ cũng tới giờ rồi, dọn hàng rồi, thôi mình kết thúc video nha anh em. Có việc nào rảnh rảnh quay cái video khác.